ông bà mục sư nhiệm chức, vua truyền đạo, ban trị sự, ban chấp sự cùng hết thảy quý hội thánh được nhiều ơn lành và tràn đầy sức mới Chúa ban. Như câu kinh thánh Ê-sai đoạn 40 câu 31: nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Kìa, Chúa hứa giúp sức cho người nào trong môn ơn chí cao, như chim ưng lướt từng mây, tung trên không, bay cao không mỏi cánh, dầu chạy mấy sức kém, suy đâu nào, bước luôn sức thêm vào. Đó là lời bài hát mà ban tráng niên chúng tôi muốn dâng lên lời cảm tạ Ngài nhân dịp đầu xuân mới. Trân trọng kính chào quý hội thánh.